nữ. Yeah. Về chuyện mình là thư, anh chỉ muốn được là phòng vệ sinh nữ. Nhìn ra ngoài cửa sổ cả thành phố đang sáng cùng nhau. Anh nhìn hàng trăm tòa nhà để đoán xem em đang đứng ở đâu. Chắc em đang ngồi ăn gà và em mải xem show K-pop. Em mới mải xem show K-pop, nhưng em xinh thì xinh thật. Em chọn con hươu làm linh vật. Em thích ăn trứng muối phô mai và đi Nhật trong ngày sinh nhật. Em săn móng tay hình gấu trúc, thích ăn mọi thứ với hạt tiêu, lúc nào cũng đến trường đúng lúc. Nhìn em cười ngại phát là yêu. Ok, đi ra ngoài sân và anh ngắm những vì sao. Anh tưởng tượng em cũng ngồi gần đây và ngắm những vì sao. Xong